bộ sở thị kem 10k. Đây là kem 10k mình mua này. Tớ thực sự quá là thực sự là kem tươi, vị khác cực luôn. Nhưng mà kem to quá. So với Lotte thì kem này ngon hơn đúng không? Ngon dã man. Chỉ tôi là nhanh chảy thôi. Kem này chắc là chỉ ăn trong vòng 3 phút thôi. Sau 3 phút là sẽ rất là nhanh chảy. Kem ngon thực sự ấy. Mình thích cái vị nguyên kem hơn. Thế là cả hai bọn mình đã chọn cái vị nguyên kem. Còn cái vị matcha ở đây thì thực sự là không ngon bằng nguyên kem này đâu. Đây là một cái quán kem ngay cạnh Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Em cắn đến vỏ ốc quế này, cái vỏ ốc quế cực kỳ giòn. Nhưng mà ăn mãi không hết kem để cắn đến vỏ ốc quế. Ngon quá, thực sự là xứng đáng. So với cái kem 3000 của Lotte ăn nó cũng không thể so sánh được, bởi vì kem này rất ngon. Cái vị sữa của nó cũng thơm nhỉ. Mà nhất nếu mà nhân viên mà làm cái kem nó không cao như đúng cái tiêu chuẩn của nó, hay là như trong không giống như trong hình ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ thu hồi và làm lại cho các bạn phải thật cao như là mình đang cầm vừa nãy, thì mới là thực sự là tiêu chuẩn. Quán ở đây thì thực sự là rất là sạch sẽ, tuy là hơi nhỏ một chút thôi, nhưng mà kiểu không gian rồi là những cái trang thiết bị ở đây nhìn sạch vô cùng, với cảm giác yên tâm lắm. Vỏ ốc quế giòn nhờ, mà rất là dày nhá. Nó không mỏng như là cái kem mọi khi các bạn ăn đâu. Cái vỏ ốc quế dày dã man, dày, giòn, cũng ngon. Cái ăn nhanh hết, tôi ăn mãi không hết này. Nó nhiều ấy, cảm giác rất là nhiều ấy các bạn. 10k thôi, nhưng mà ăn kiểu còn xứng đáng hơn uống nước mía ấy. Kiểu quán cứ bị đông khách, nườm nượp. Đấy, mình ăn hết rồi mà trong khi đó ông ấy vẫn chưa ăn xong, ăn chậm. Sau khi ăn kem xong, bọn mình lại gọi tiếp. Đó là một cốc trà chanh lô hô với giá 25.000. Còn đây là trà Việt Quất 30.000. Trời ơi, không thể tưởng tượng được cái hãng Michelin này lại có gọi là trà rồi là kem lại rẻ như thế. Trước hết là mình cứ phải thử nó đã. Không biết là có ngon như là lời đồn hay không. Người ta bảo rằng phải lắc đều trước khi uống, và phải uống trong vòng 15 phút để giữ được hương vị ngon nhất. Ủa, mà lạnh luôn. Nó rất là ít đá nhá, nó không bị nhiều đá như là các hãng nước khác đâu. Còn đối với cái cốc trà Việt Quất này mà rất là thơm, độ ngọt vừa phải. Bình thường mình đi uống những số khác thì nó cho rất là nhiều đường nên mình cốc là cực kỳ ngọt. Còn cái cốc này thì khá là vừa miệng này. Dạ. Cái Việt Quất thì lại rất là nhiều này. Rất là nhiều, rất là thật. Ừ, cảm giác bị nhiều ấy. Đúng không? Bình thường ấy, khi mà mình uống ở chỗ khác ấy, thì Việt Quất cảm giác người ta xay ra, sau đó thêm những cái siro Việt Quất thôi, chứ nó không được nhiều như thế này. Ở đây là cái này là Việt Quất nguyên quả này. Đồng thời thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều, chỉ khoảng tầm 30.000 một cốc. 30.000 một khoảng cái gì mà mấy. Còn nếu như mà bình thường đi các quán trà sữa khác nó sẽ rơi tầm khoảng tầm trên 40.000 chắc chắn luôn. Kiểu như là rất là nhiều lô hộ, có cả chanh thật luôn. Nhưng mà dĩ nhiên cái này có một cái chút vị giống của Lipton. Lô hội thì kiểu như là có cái sự rất là ngọt, kiểu có một sự tẩm ướp đấy, là đường hay sao ấy. Lô hội thì hơi có vị giòn một chút, nhưng mà thế nó cũng tươi đúng không? Nó cũng cảm giác tươi. Nó giòn lắm. Tươi giòn, lô hội tươi giòn. Còn chanh ở đây thì cái này nó thực tế thì nó là cái chốt đẹp thôi. Không, nó không phải là chanh mà nó giống kiểu cam vàng ấy. Chanh mà. Đây là chanh hay cam này? Chanh đó mày, chanh nước ngoài. Chanh à? Chanh. Mày không biết. Nhìn được quả cam. Ừ, tại vì nó vàng ươm giống quả cam. Bởi vì bình thường cái chanh ở Việt Nam nó bé hơn, nó không được to như này, nên là cảm giác nhầm ra cam là chuyện bình thường. Nào, bây giờ mình sẽ mục sở thị Việt Quất như bạn để xem có đúng như các bạn ấy khen không nhá. Một như kiểu Việt Quất là cắn ra được, nó không phải như là cái bị xay ra nhỏ như là trong hộp mà mọi người hay uống ở những cái trà Việt Quất ở những quán khác. Cảm giác ngọt rất là vừa, thanh. Nó không bị ngọt đậm của siro nhiều quá đâu, mặc dù biết là có. Thế nhưng mà nó không bị đậm đà quá như thế. Ừ, cái cốc này mình sẽ thực sự uống rất là ngon. Để cho mấy điểm đây, khó quá. Hai cốc này nó hai kiểu khác nhau. Không, mình thích cái này hơn. Một cái kiểu cái này thì nó là khá là mát này. Ừ, mình thích uống mát, thanh hơn. Nó thêm về trà ấy. Cốc này thì mình sẽ cho điểm 8.5. Còn cốc này thì mình sẽ cho điểm là điểm 8. Cốc này sẽ cho điểm cao hơn. Đó, một điểm trừ ở quán là tuy là sạch sẽ nhưng mà quán khá là hẹp và vẫn chưa bảo vệ môi trường cho lắm, vẫn sử dụng cốc nhựa này.
đó. Đó là phần review của mình. Còn bây giờ mà mình sẽ uống và đi khám phá tiếp ở đây đây. Xin chào các bạn nhé.